Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Chúng ta hãy kính lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đánh chánh đảnh chánh giác. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddho Bodhaya Diti Titantoyo Dhammataya Sa. Dhammataya tanto dhammante no vatranaya sa. Nibuddho nibbanataya tan lokatrananami. Lokatrano lokatumai kuzaya tasupshito mudo. Yo nago buddha naga miro yadi ase indi ato tachi nyaswa pyadi. Buddha tisali kuro rai to ten ti miyano muvi pyeye. Bora yasa chutai tadu bobo luro kotu ten lenti jabazi jencho nga lagao. Tanto kuro ga bin yin chi do mu vi pye yue. Dhammata ya sa chutai ta du bo lu ro kutu me yin yin chi cha zi chin ga le gang. Tanto kurai ga bin ki li ta u pu kati yin yin do mu vi pye yue. Dhammata ya sa chutai ta du bo lu ro kutu me yin ki li ta pu nyin ja ba zi chin ga le gang. Dino wa tandaya na wangara chango. Kutan to chao kuro ra yao pi pye yue dalin. Dranaya sa kuro tatu chotai duro nebuta wang mawe kando. Kutan to chao yao jaba zi jin cho nga lagao. Nibuddho kile ta pre nibban wen san yok te. Guro rai yi nyin do mu vi phye yue. Nibbanataya sa guro tatu ve ne lu ro pu kate nyin ja ba zi jin cho nga le gao. Dhammam ni zin li na dhamma sakko. Ti 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 guru na shi tha mita phye. Hocharo mukhe bhavei. Lokatrana lokatumai kosayata supshito mudo. Dhanaga buddha naga miro yadi ase indi ato tatu miyaswa pyago. Nami namami ko no nalong tong zong pyang pyo. Mango show yi ga do mya no le song mo yue. Shikho u nyo pa yi mya swa phya mya swa phya. Sadhu, sadhu, sadhu. Yesterday, we talked about the point of view of Prince Bodhiraja Kumara. Tối hôm qua chúng ta đang nói về cái quan điểm của Vương tử Bồ Đề, Bodhiraja Kumara. When he expressed his point of view to the Buddha, what did the Buddha say? Khi ông ấy bày tỏ cái quan điểm của mình đến Đức Phật đã nói gì?
to Buddha also said, Mayam Piko Raja Kumara Ubiwa Sambodha Anabi Sambuddhasa Bodhisatta Siwa Sato Ita Dhosi Nako Sukhi Na Sukham Adikandabhan Dukhi Nako Sukham Adikandabhan. So what does it mean? Đức Phật vừa nói câu Bali, câu này có nghĩa là gì? It means, when I was stay a bodhisattva, I had the same point of view as you have, that we can attain sukha only by means of dukkha, and we can't attain sukha by means of sukha. Khi ta còn là Bồ Tát, lúc đó ta cũng có cái nhìn giống như ông. Đó là ta nghĩ rằng lạc được chứng đắc do khổ, lạc không thể được chứng đắc do lạc. How about you now? Do you agree with this? Và đối với các bạn thì sao? Bây giờ các bạn có đồng ý với cái quan điểm này không? So, what the Buddha said, when I was still a bodhisattva, I had the same point of view as you have, that we can attain sukha only by means of dukkha, and we can't attain sukha by means of sukha. Đức Phật đã nói gì? Ngài nói rằng khi ta vẫn còn là Đức Bồ Tát, ta đã có cái nhìn giống như ông, đó là lạc được chứng đắc không phải do lạc. So this lạc, is... sorry, but I haven't finished. Là lạc phải được lạc được chứng đắc bởi khổ. So this was the same point of view of this was the point of view of the enlightened bodhisattva, which was the same as Bodhi Raja Kumara points of view. Và đây cái là cái quan điểm của Đức Bồ Tát khi ngài chưa thành đạo, và nó cũng cùng là cái quan điểm của Vương Tử Bồ Đề. Because the bodhisattva has this same point of view, we can attain sukha only by means of dukkha. That's why he engaged severe practices for 6 years with the expectation to attain sukha by means of dukkha. Do bởi có cái quan điểm này cho nên Đức Bồ Tát ngài đã thực hành 6 năm khổ hạnh ép sát trong rừng, vì ngài nghĩ rằng lạc tức là sự chứng giác ngộ chỉ được chứng đắc thông qua khổ. So this is very practical. Bodhisattva has this same point of view when he was an enlightened bodhisattva. Và đây là một cái điều rất là thực tế. Ngài đã có cái quan điểm này và ngài đã thực hành khổ hạnh ép sát khi ngài còn là Bồ Tát. But the Buddha continued to explain the understanding he had acquired through the attainment of Buddhahood. Nhưng sau đó Đức Phật đã giải thích thêm cái quan điểm của ngài, cái quan điểm mà ngài đạt được sau khi ngài đã giác ngộ Phật quả. As an enlightened bodhisattva, he thought that he could not attain sukha by means of sukha. Khi còn là một Đức Bồ Tát chưa giác ngộ, ngài nghĩ rằng ngài không thể nào đạt được cái sự giác ngộ dựa trên sự an lạc. He thought he could attain sukha only by means of dukkha. Ngài nghĩ rằng ngài chỉ có thể chứng đắc được cái sự an lạc bằng cái sự khổ hạnh mà thôi. That was why he engaged in austerity practices for 6 years. Vì vậy mà ngài đã thực hành khổ hạnh ép sát trong 6 năm.
He thought he could attain sukha by means of dukkha. Và ngài đã nghĩ rằng ngài có thể chứng đắc được sự an lạc bằng cái sự thực hành khổ hạnh đấy. Bodhi Raja Kumara's point of view was that we can't attain sukha with sukha. What did he mean? Và cái quan điểm của Vương Tử Bồ Đề cho rằng chúng ta không thể chứng đắc được lạc từ lạc. Ông ấy có nghĩa nói như vậy có nghĩa là gì? What was his point of view in saying we can't attain sukha by means of sukha? Ông ấy có ý muốn nói gì khi nói rằng chúng ta không thể đạt được cái hạnh phúc từ hạnh phúc? The sukha he refers to is kama sukha, sensual happiness. Và cái từ lạc hay hạnh phúc mà ông ấy muốn nói đến ở đây đó chính là cái dục lạc, cái hạnh phúc của ngũ dục. Bodhi Raja Kumara meant that sensual happiness cannot be the means to attain supermundane path knowledge and fruition knowledge, which is real happiness. Ông ấy nói có nghĩa rằng bằng cái sự hưởng thụ dục lạc, cái hạnh phúc đó nó không thể là phương pháp đưa đến đạt đến cái hạnh phúc tối thượng, đó là đạo và quả tuệ, vốn là cái hạnh phúc thật sự, cái chân hạnh phúc. The Bodhisattva had the same view. Và Đức Bồ Tát cũng đã có một cái quan điểm giống như vậy. But in becoming a fully enlightened Buddha, his understanding was transformed. Nhưng sau khi ngài đã chứng ngộ được Phật quả, cái sự hiểu biết của ngài nó đã được chuyển hóa. The point of view of the enlightened one was that first, it is indeed true that sensual pleasure cannot be the means to mega sukha and pala sukha, the happiness of path and fruition. Cái quan điểm của một bậc đã giác ngộ thì thứ nhất đó là thật sự cái hạnh phúc của hưởng thụ ngũ dục nó không thể đưa đến dẫn đến cái hạnh phúc an vui của đạo và quả tuệ. Let me repeat. It is indeed true that sensual pleasure cannot be the means to mega sukha and pala sukha, the happiness of path and fruition. Và hãy để tôi lặp lại lần nữa. Thật sự rằng cái hạnh phúc của hưởng thụ dục lạc nó không thể dẫn đến cái hạnh phúc của đạo và của quả, vốn là một cái hạnh phúc thật sự. Secondly, it is likewise true that severe austerity practice is not the way to such supramundane sukha. Và thứ hai rằng cũng giống như vậy, cũng tương tự như vậy, cái khổ hạnh ép sát cũng không phải là con đường để đạt đến cái sự hạnh, cái hạnh phúc siêu thế gian, xuất thế gian. Thirdly, however, by means of jhana concentration, one can indeed attain, by means of jhana sukha, the pleasure and happiness of absorption concentration, one can indeed attain magga sukha and pala sukha. Và cái quan điểm thứ ba đó là tuy nhiên bằng cái sự hạnh phúc an lạc của các cái tầng thiền an chỉ định thì một người thật sự có thể đạt đến cái hạnh phúc của đạo và của quả. You understand? Quý vị có hiểu không ạ? Yes, understand, Bante. Such was the vision of the fully enlightened Buddha. Đây chính là cái tầm nhìn của một vị Phật toàn giác. Hence the point of view of the Bodhisattva and the vision of the Buddha were completely different. Như vậy cái quan điểm của một vị Bồ Tát và cái tầm nhìn của một vị Phật thì hoàn toàn khác nhau. Nowadays
In my own case and in the case of all of you too, we have practiced many different meditation methods. Thời bây giờ, đối với trường hợp của riêng tôi và trường hợp của quý vị cũng có thể, chúng ta đã thực hành rất là nhiều cái phương pháp thiền khác nhau. Sometimes, or even many times, we have spent our sitting time with our intent, our attention completely engrossed in severe physical pain, right? Thỉnh thoảng hoặc là rất nhiều lần chúng ta đã trải qua cái thời ngồi thiền của chúng ta với cái sự chú tâm hoàn toàn trên cái sự đau tột cùng, cái sự đau của cái thân này, đúng không ạ? This is practicing with dukkha. Và đây chính là thực hành với cái khổ. Do you think you can attain sukha that way? Và quý vị có nghĩ rằng quý vị đạt được an lạc bằng cái cách này không? Come. No, one thing. Come is no. Yes. This is something we need to avoid. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải tránh. The Buddha taught the middle way, the Majjhima Patipada. Và Đức Phật dạy con đường trung đạo. It avoids the extreme of kama sukhanlika, sukhanlika niyoga, indulgence in sensual pleasures on the one hand, and the extreme of atta kila metta niyoga, self-mortification on the other. Và con đường này là tránh cái hai cực đoan dễ vui, phóng túng hưởng thụ ngũ dục, và một cực đoan khác đó là tự hành hạ ép sát. These are two undesirable and unbeneficial extremes. Hai cực đoan này thì không có lợi ích và không đáng được ưa thích. We need to avoid them. Và chúng ta cần phải tránh chúng. Now you see that the point of view of the Bodhisattva was completely different from the point of view of the Buddha. Và bây giờ quý vị thấy đó, cái quan điểm của Đức Bồ Tát nó đã hoàn toàn khác với cái quan điểm của Đức Phật. One who is fully enlightened and one who is not enlightened, how can they have the same point of view? Một bậc đã hoàn toàn giác ngộ và một bậc chưa có chứng ngộ, làm sao mà họ có thể có cùng một quan điểm được? Your point of view now as an ordinary person is one thing, but your point of view when you become a noble one will be something else. Bây giờ khi bạn còn là một cái người phàm phu thì cái quan điểm của bạn nó là một cái, nhưng khi mà bạn đã trở thành một vị thánh rồi thì cái quan điểm của bạn lại là một thứ khác nữa. Don't you want to see these changes? Bạn có muốn thấy cái sự thay đổi này không? This is very important. Điều này rất là quan trọng. Your point of view as an ordinary person is one thing, but your point of view as a noble one will be something else altogether. Và quan điểm của bạn khi còn là phàm phu thì nó và quan điểm của bạn khi là đã là bậc thánh thì hoàn toàn là khác nhau. Dharma changes you. Cái giáo pháp thay đổi bạn. Dharma improves you. Giáo pháp làm cho bạn tiến bộ. Dharma transforms you into another person. Giáo pháp chuyển hóa bạn trở thành một người khác. You were born with an old heart. Bạn được sinh ra với một trái tim cũ. When you become a noble one, your heart will be otherwise. Và khi mà bạn đã chứng đắc trở thành một vị thánh thì cái trái tim bạn là một trái tim khác. You will be a newly born person with an old body.
but with a new heart. Bạn sẽ là một người mới được sinh ra trong một cái thân thể cũ nhưng với một trái tim mới. Is it good? Nó có tốt không? Very good. Rất tốt. Very, 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 very good. Rất, rất, rất tốt. Your point of view will change at that time. Và lúc đó cái quan điểm của bạn sẽ thay đổi. Dharma is the power that can change you. Và giáo pháp nó có là một cái năng lực khiến cho bạn có thể thay đổi. Dharma is so powerful. Và giáo pháp thật là uy lực. But you must know the true Dharma, not some counterfeit Dharma. Nhưng bạn phải hiểu được cái giáo pháp chân chánh, chánh pháp, chứ không phải là những cái pháp giả, giả mạo hay là tượng pháp. What did the Buddha say? Đức Phật nói gì? As long as counterfeit gold doesn't appear in the world, genuine gold will remain in the world. À, khi nào mà vàng giả chưa xuất hiện trên thế gian thì vàng thật vẫn còn tồn tại trên thế gian. When counterfeit gold appears in the world, then genuine gold will disappear from the world. Khi mà vàng thật giả xuất hiện trên thế gian thì sau đó vàng thật sẽ biến mất trên thế gian. You understand? Quý vị có hiểu không ạ? In the same way, the true Dharma will not disappear as long as counterfeit of the true Dharma has not arisen in the world. Cũng như vậy, cái giáo pháp chân chính sẽ không biến mất cho đến chừng nào mà cái tượng pháp nó chưa có khởi lên trên thế gian này. But when counterfeit Dharma appears in the world, the true Dharma will disappear. Nhưng khi cái tượng pháp nó xuất hiện trên thế gian này thì cái chánh pháp sẽ biến mất. Now, nowadays, what do people hear more, true Dharma or counterfeit Dharma? Cái thời đại bây giờ, người ta nghe cái pháp nào nhiều hơn? Cái giáo pháp chân chính hay là cái giáo pháp tương tự, giáo pháp giả? Counterfeit Dharma. Now what do you hear? Bây giờ quý vị đang nghe cái giáo pháp nè. True Dharma. Are you sure? Có là chắc không? Sure. When you know and see, only at that time you will be more sure. Chỉ khi nào quý vị thật sự thấy, quý vị thật sự biết, thì lúc đó quý vị càng chắc hơn. Now I'm very glad in this retreat. Now many few numbers could focus on the nimitta. Trong cái khóa thiền này tôi rất là vui khi thấy có một số cũng khá đông. Những thiền sinh có thể tập trung định trên cái nimitta. Many of you have potentiality to grow. Rất nhiều các bạn có cái tiềm năng để có thể phát triển thêm. You all need to engage practicing meditation. Tất cả các bạn cần phải gắn bó với việc hành thiền. When the true teachings of the Buddha is still flourishing, and before the counterfeit Dharma appear, or before the counterfeit Dharma influence all of you, you all should practice the true Dharma. Các bạn nên gắn bó với việc hành thiền trong khi giáo pháp vẫn còn hưng thịnh. Chứ nếu không, cho đến khi những cái giáo pháp giả đó nó ảnh hưởng đến bạn thì bạn không còn cơ hội để thực hành nữa. If there is teachers who are still teaching true Dharma, and if there are practitioners, those
who know and see the true Dharma, practicing the true teaching under the guidance of those teachers, we sustain the teachings of the Buddha. Chừng nào mà còn có những vị thầy giảng dạy những cái phương pháp đúng đắn, cái giáo pháp đúng đắn, và chừng nào vẫn còn những người thực hành những giáo pháp đúng đắn ấy và thấy được giáo pháp đó, thì chúng ta đang làm đang gìn giữ giáo pháp, đang làm cho giáo pháp được tồn tại. Bhikkhus alone can't sustain. Both lead bodies and bhikkhus, they need to sustain the teachings of the Buddha, practicing the true Dharma hand in hand. Và nếu mà chỉ có chư tăng không thì không thể nào giữ gìn và bảo tồn giáo pháp được, mà chư tăng và cư sĩ phải cùng nhau vừa thực hành vừa gìn giữ và bảo tồn giáo pháp của Đức Phật trên thế gian này. One day, this world will be destroyed. Đến một ngày nào đó thì cái thế giới này nó sẽ bị tiêu hủy. The destruction of the world occurs sometimes by fire, sometimes by water, sometimes by wind. Cái trái đất này, thế giới này bị tiêu hủy thỉnh thoảng, có khi thì do nạn lửa, có khi do nạn nước và có khi do nạn gió. Water, fire and wind are so powerful that they can destroy the entire mass of this world. Và cái nạn lửa, nạn nước và nạn gió này nó dữ dội đến nỗi nó có thể tiêu hủy toàn bộ cái khối thế giới này. But even though water, fire and wind are so powerful that they can destroy this world, they can't destroy the teachings of the Buddha. Và mặc dù nạn nước, nạn lửa và nạn gió nó có mạnh mẽ uy lực đến mức có thể thiêu hủy toàn bộ thế giới, nhưng nó không thể nào thiêu hủy được cái giáo pháp của Đức Phật. Only according to the Buddha, only a useless person, in Pali, Moga Purisa, can effect the destruction of the teachings of the Buddha. Và theo như lời Đức Phật dạy, thì chỉ có cái người vô dụng, cái từ Pali gọi là Moga Purisa, thì có thể làm cho có thể ảnh hưởng đến, tác động đến cái sự bị tiêu hủy giáo pháp mà thôi. Do you know what is Moga Purisa, useless person? Quý vị có biết cái chữ Moga Purisa, người vô dụng này không? Không ạ. No, còn cái. No. You don't know. Yes, no. So by the term useless person or Moga Purisa, the Buddha didn't mean any lay devotee. Và khi nói đến người vô dụng này thì Đức Phật không có nghĩa là người, bất kỳ cái người cư sĩ, nam cư sĩ, nữ cư sĩ nào. By Moga Purisa, the Buddha meant bhikkhus who don't speak the truth, who teach counterfeit Dharma. Và ở cái nghĩa Moga Purisa này, Đức Phật muốn nói đến những cái tỳ kheo là những người mà không có nói lên sự thật, những người dạy cái giáo pháp giả. You get it? Quý vị có hiểu không ạ? Who is Moga Purisa? Ai là Moga Purisa? Who don't speak the truth, who teach counterfeit Dharma. Đó là những người không nói lên sự thật, là những người đi dạy những cái điều không phải sự thật. It is bhikkhus of this sort who will destroy the teachings of the Buddha. Và chính cái hạng những vị tỳ kheo này là những người mà thiêu hủy, làm tiêu hủy cái phá hoại giáo pháp của Đức Phật.
No one can destroy the Dhamma except those who are ordained, because it is they who are responsible for imparting the Dhamma. Và không ai có thể tiêu hủy giáo pháp trừ những cái người xuất gia, bởi vì họ là những cái người mang lãnh cái trách nhiệm truyền bá giáo pháp. If they fail to impart the true Dhamma, they will end up destroying the teachings of the Buddha. Nếu họ không thể truyền bá được cái giáo pháp chân chính, thì cuối cùng là họ phá hủy cái giáo pháp của Đức Phật. That's why I told all of you yesterday not to depend on a person, but to depend on a Dhamma. Do vậy mà hôm qua tôi đã nói đến các bạn là chúng ta đừng có nên dựa trên con người, mà chúng ta chỉ nên dựa trên giáo pháp. Dhamma never poison anybody. Và giáo pháp không có đầu độc ai cả. But a person can poison you. Nhưng một người có thể đầu độc bạn. If they don't teach the Dhamma. Nếu mà người đó không đang giảng dạy giáo pháp. In the same way, if you don't know the true Dhamma, you will spread whatever teachings you know and whatever you consider to be true. Cũng như vậy, nếu mà bạn không có biết được giáo pháp chân chính, thì bạn sẽ đi truyền bá bất cứ những cái lời dạy nào bạn biết và bất cứ những cái điều mà bạn cho là đúng. You yourself will be involved in spreading untrue teachings, and so you too will be involved in destroying the teachings of the Buddha. Và bạn, chính bạn sẽ dính dáng tham gia vào cái sự truyền bá giáo pháp không chân chính đó, và bạn sẽ bị dính dáng tham gia vào cái việc làm cho giáo pháp của Đức Phật bị tiêu hủy. That's why you all should know the true Dhamma, not counterfeit Dhamma. Vì vậy mà tất cả các bạn nên hiểu biết về giáo pháp chân chính, chứ không phải là giáo pháp giả, tượng pháp. Now I'm sharing the true Dhamma with all of you. Bây giờ tôi đang chia sẻ với các bạn giáo pháp chân chính. But as I have said, I'm brave enough to invite all of you to check what I have shared and compare what I have shared and compare it with the teachings of the Buddha. Tuy nhiên, như tôi đã nói, tôi đủ can đảm để mời tất cả các bạn kiểm tra lại tất cả những lời tôi đã chia sẻ và kiểm tra và so sánh nó với những lời dạy của Đức Phật. Please accept it only when you see that it agrees with the Buddha's teaching. Và xin hãy chỉ chấp nhận khi mà bạn thấy rằng nó tương ứng với những lời Đức Phật đã chỉ dạy. Another thing that meditation teaches in many countries teach nowadays is that it is possible to make an end of suffering without having developed concentration. Và một cái điều nữa là bây giờ rất là nhiều các cái vị thiền sư ở nhiều nước khác nhau dạy rằng chúng ta không cần phải đoạn tận khổ đau. Xin lỗi, dạy rằng chúng ta có thể đoạn tận khổ đau mà không cần phải phát triển định. Do you agree with this idea? Quý vị có đồng ý với cái ý kiến này không? Even in Myanmar, where the Dhamma seems to be flourishing, there are many who hold this point of view and who teach that there is no need to develop concentration. Ngay cả ở Myanmar, nơi mà giáo pháp có vẻ như là đang hưng thịnh, mà vẫn có rất nhiều người chấp giữ cái quan điểm cho rằng không cần phải phát triển định. What did the Buddha teach after his complete enlightenment? Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã dạy gì? Samadhi bhikkhu bhavita. Samayito bhikkhu bhikkhu yatha buddha pachanati. Bhikkhus, develop concentration. One who is concentrated knows and sees things as they really are.
Này các tỳ kheo, hãy phát triển tâm định. Người có tâm định có thể thấy và biết các sự thật như nó là. Who said this? Ai nói cái câu? Đức Phật, Buddha. The Buddha. What did the Buddha say? Đức Phật đã nói gì? He said that one who is concentrated knows and sees the Dharma, the truth, as they really are. Ngài đã nói rằng ai có tâm định thì có thể thấy và biết các cái pháp, các cái sự thật chân đế như nó thật sự là. And the Buddha continued, Kinh cha yatha buddhan pajanati. Và Đức Phật tiếp tục. Idam dukkhan ti yatha buddhan pajanati. So what does he know and see as it really is? Và người đó có thể thấy, có thể biết những sự thật như nó là những sự thật gì? He knows and sees as it really is. This is suffering. Và người ấy có thể thấy biết như thật rằng đây là khổ. In other words, the Buddha said that one who is concentrated will know and see the first noble truth. Hay nói một cách khác, Đức Phật nói rằng những người có tâm định có thể thấy, có thể biết cái thánh đế thứ nhất. And the Buddha continued, saying that the one who is concentrated knows and sees the second noble truth. Và sau đó Đức Phật tiếp tục dạy rằng người có tâm định có thể thấy và biết thánh đế thứ hai. And the Buddha continued, the one who is concentrated knows and sees the third noble truth and the fourth noble truth. Và Đức Phật dạy rằng người có tâm định có thể thấy và biết thánh đế thứ ba và thánh đế thứ tư. If you have different point of view, please change it so that it is in accordance with the teachings of the Buddha. Và nếu các bạn đã có một cái quan điểm khác như vậy thì xin hãy thay đổi cái quan điểm đó để cho nó tương ứng với cái lời dạy của Đức Phật. Keep in mind that without having developed concentration, no one can penetrate the Dharma, the truth of things as they really are. Và xin hãy ghi nhớ rằng nếu không phát triển tâm định được thì không ai có thể thẩm thấu được cái giáo pháp, cái sự thật như nó thật sự tồn tại. If it is true that concentration is indispensable, the following thought may have occurred to you. Và nếu như thật sự định thì cần thiết, không thể thiếu được, thì quý vị có thể khởi lên những cái ý nghĩ như sau. Isn't it true that in the Buddha's time, there were some who practiced insight meditation without having developed concentration first? Như vậy, vào thời Đức Phật, có những vị mà họ có thể thực hành thiền mà không cần phát triển định hay không? Do you have such an idea? Quý vị có cái ý này không? I believe you have. Tôi tin rằng quý vị có. Yes, there have been two kinds of practitioners even since the time of the Buddha. Vâng, vào thời Đức Phật đã có hai cái hạng hành giả. So they are called Samatha Yanika and Sutta Vipassana Yanika. Và họ được gọi là chỉ thừa hành giả và thuần quán thừa hành giả. So Samatha Yanika means someone who practices insight meditation after having developed jhana, absorption, concentration. Chỉ thừa hành giả có nghĩa là những cái người nào mà thực hành thiền quán minh sát sau khi họ đã phát triển các cái tầng thiền an chỉ định. Sutta Vipassana Yanika means someone who practices pure insight meditation. Và thuần quán thừa hành giả có nghĩa là những người mà đi thẳng vô thiền quán Vipassana. Have you ever heard of this? Quý vị có từng nghe về cái điều này chưa? Yes, Bante.
the two audience. Some see, yes, some see, no. Có một số hành giả, một số thính giả nói có và một số nói không. Someone who practices insight meditation after having developed concentration is samatha-yanika. And someone who practices insight meditation directly is called a pure insight practitioner. Những ai mà phát triển thiền quán sau khi đã phát triển thiền định á, thì gọi là samatha-yanika, là chỉ thừa hành giả. Còn những ai mà tiến thẳng vào thiền quán mà không qua thiền định thì gọi là thuần quán thừa hành giả. Which one do you want to be? Bạn muốn là loại hành giả nào? Some say samatha yanika, some say sutta vipassana yanika. Are you someone who practices insight meditation after having developed concentration? Có phải bạn là những người thực hành thiền quán sau khi đã phát triển thiền định không? Or are you someone who wants to be a pure insight practitioner? Hay bạn là người muốn đi thẳng vô thiền quán? So I want to share something with all of you that will enable you to decide which type of practitioner you would like to be. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn những cái điều mà sau đó sẽ giúp cho tất cả các bạn quyết định được là mình muốn trở thành cái hạng hành giả nào. Now please don't make any decision. Và bây giờ thì khoan có hãy quyết định đã. Please listen first. Xin hãy nghe trước đã. What is the comparison between someone who practices insight meditation after having developed concentration and someone who is pure insight practitioner? Và cái sự so sánh giữa những người mà đi thẳng vô thiền quán sau khi những người đi thẳng vô thiền quán và những người hành thiền quán sau khi đã phát triển thiền định. What are the similarities? Có những cái điểm giống nhau nào? What are the differences? Và những điểm nào khác nhau? You need to know both similarities and the differences. Và quý vị cần phải biết cả hai, những cái điểm khác nhau và những điểm giống nhau này. So I want to explain about the first type of person, the one who practices insight meditation after having developed absorption concentration. Và tôi muốn giải thích về cái hạng hành giả thứ nhất, đó là những người mà thực hành thiền quán sau khi đã phát triển những cái tầng thiền an chỉ định. How does such a meditator practice? Và cái hạng hành giả thiền sinh này họ thực hành như thế nào? First, what is the way leading to Nibbana? Đầu tiên là cái con đường mà đưa đến Niết Bàn là con đường gì? Con đường nào? Some answer that Sila. Somebody in Benya. Some say that that's if a Noble Eightfold Path. The way leading to Nibbana is the Noble Eightfold Path. Cái con đường mà dẫn đến Niết Bàn là con đường Bát Chánh Đạo. If we summarize the Noble Eightfold Path, it would be just three trainings: the training of morality, the training of concentration, and the training of insight. Và nếu chúng ta tóm tắt Bát Chánh Đạo thì nó sẽ trở thành ba vô lậu học, đó là giới học, định học và tuệ học. As I am going to explain these two types of practitioners, I need to explain these three trainings. Bởi vì tôi sắp phải giải thích hai hạng hành giả khác nhau, cho nên tôi cần phải giải thích trước tiên về ba cái vô lậu học này. You all know about the first training, the training of morality. Quý vị đều biết về cái vô lậu học thứ nhất, đó là giới học.
You know about the training of morality? Quý vị có biết về việc giữ giới hay không? You know what is the purpose of practicing the training of morality? Quý vị có biết mục đích của việc thực hành giữ giới này là để làm gì không? Ở đây có người trả lời là để thanh lọc thân và khẩu. There's some say that practicing morality is to purify the bodily and verbal action. Do you agree with them? Quý vị có đồng ý với cái ý kiến này không? Yes. Sure? Chắc chắn không? Anybody who is not who does not agree with them? Có ai mà không đồng ý với ý kiến này không à? So everybody agree. Như vậy là tất cả mọi người đều đồng ý. Anybody who are not sure about what is the purpose of practicing the training of morality? Có ai không có cái cảm thấy chắc chắn về cái việc thực hành giới không ạ? Có người trả lời là theo con là để giữ giới là để phát triển các tầng thiền an chỉ định. Practicing morality is in order to develop concentration. In order to develop the absorption concentration. So you mean it is what support for the development of concentration? Như vậy là ý của chị là cái giữ giới là chỉ để cho phát triển cái an chỉ định thôi, đúng không? But now what I'm asking, the purpose of practicing the training of morality. Nhưng xin lỗi thầy hỏi cái câu đó là ý là những cái trả lời của chị là nó đang nói về định, phát triển định, còn nhưng mà thầy hiện giờ là đang nói về giới và mục đích của thực hành giới là gì hả? Thì nhưng mà ý thầy nói là so they answer that keeping the precepts make the mind calm and can concentrate. Okay, now we will go in a practical sense, in a practical way. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ thảo luận dựa trên cái thực tế. To make all of you clearly and surely understand the purpose of practicing the training of morality. Và cái thảo luận này sẽ giúp cho các bạn hiểu một cách rõ ràng, một cách chuẩn mực về các mục đích của việc tu tập giới học. So already someone has given the right answer. Just I want to make all of you clearly understand. Và một số người thực sự đã trả lời đúng nha, và tôi chỉ muốn giải thích sâu hơn để các bạn hiểu. So you often practice five precepts. Các bạn thường thực hành giữ năm giới. Or you sometimes practice five precepts. Five. Hay là thỉnh thoảng các bạn mới giữ năm giới. Which is better, often or sometimes? Cái nào tốt hơn, thỉnh thoảng hay là thường xuyên? Often. Often. Very good. Rất tốt. Not always.
Không phải là luôn luôn à? Not luôn luôn. Okay, suppose you practice, the time you practice five precepts, you refrain from killing, you refrain from stealing, you refrain from sexual misconduct, you refrain from telling lies, and you refrain from taking intoxicants. Giả sử cái lúc mà bạn đang thực hành việc giữ giới, bạn tránh xa sự sát sanh, bạn tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối và tránh xa sự uống rượu và các chất say. You refrain from killing. Refrain from killing, what is that action? Và các bạn tránh xa sự sát sanh, đó là cái hành động gì? Some people answer that as a bodily action. Yes, killing. This is bodily action. If you refrain from killing, you refrain from bodily wrong action. Vâng, sát sanh là một cái hành động sai, thuộc về sai trái, thuộc về thân. Khi các bạn tránh xa sự sát sanh là các bạn đang tránh xa các cái hành động sai trái thuộc về thân. When you refrain from taking when you refrain from stealing, what is that action? Và khi bạn tránh xa sự trộm cắp thì đó là hành động gì? This is bodily. Also bodily wrong action. Và trộm cắp cũng chính là hành động sai trái của thân. When you refrain from sexual misconduct, what is that action? Khi các bạn tránh xa sự tà dâm thì đó là hành động gì? That is bodily also. Also bodily wrong action. Và đó cũng là tránh xa hành động sai trái thuộc về thân. When you refrain from telling lies, what is that action? Khi các bạn tránh xa sự nói dối, đó là hành động gì? That is verbally. Verbal action. Verbal wrong action. Và nói dối là hành động sai trái của khẩu, tức là khẩu hành sai trái. How about taking intoxicants? Và còn cái uống rượu thì sao? Bodily wrong action. Bodily wrong action. Do you agree with him? À, quý vị có đồng ý cái quan điểm đó là hành động sai trái thuộc thân không? Some say both bodily and verbally wrong action. Because you hold with your hand, that's why bodily action. Because you take with your mouth, that's why verbal action. À, có người nói đó là vừa thân vừa khẩu như vậy. Là tại vì bạn cầm cái ly cho nên nó thuộc về thân, còn bạn uống bằng miệng cho nên nó thuộc về khẩu, đúng không ạ? So whenever I ask this question, this problem all come. Some they said both bodily and verbal action. Many they say this, they give me an answer. Bất cứ khi nào mà tôi hỏi cái câu này, tôi cũng gặp cái vấn đề tương tự. Người ta hay trả lời đó là kệ, đó là vừa thân vừa khẩu luôn. So taking intoxicants is really the basics of negligence. Thực sự là cái việc uống rượu nó là cái nguyên nhân dẫn đến sự dễ vui. So if you talk about verbal action, must speak. This is not a way of speaking. That's why this is not verbal action. Nếu mà chúng ta nói đó là khẩu hành sai trái á, thì chúng ta phải nói ra, và đây không phải là cái hành động nói ra. Cho But if we want to classify which action it is, so it should be classified as bodily action. Nhưng nếu chúng ta muốn phân loại cái việc uống rượu nó thuộc cái hành động nào thì thực sự là nó thuộc cái thân hành. Because it happened in our body.
Bởi vì nó xuất hiện ở từ cái thân của chúng ta. It is explained in the commentary. Nó xảy ra trên thân của chúng ta và nó được chú giải ghi như vậy. Now you see, if you practice five precepts, you refrain from bodily wrong action and verbal wrong action. Và như quý vị thấy đó, khi quý vị giữ năm giới á, thì đó là quý vị đang ngăn ngừa các cái hành động sai trái thuộc về thân và lời. When you practice five precepts, you refrain from killing. Khi quý vị giữ năm giới, quý vị tránh xa sự sát sanh. So when you go to Pa'ap, you will be welcome by many mosquitoes. Nhưng nếu quý vị đi đến trung tâm thiền Ba Âu á, thì quý vị sẽ được chào đón bởi rất nhiều muỗi. So mosquito will bite you. Lúc đó muỗi nó sẽ cắn quý vị. If you are standing somewhere without moving, they will come and bite you. Nếu mà quý vị đứng một chỗ mà không có di chuyển á, thì nó sẽ tới và cắn. You refrain from killing. Nhưng quý vị tránh xa sự sát sanh. When they bite you, you feel very pain. Và khi nó cắn thì quý vị thấy rất là đau. Sometimes you raise your hand. Thỉnh thoảng quý vị giơ cái tay lên. You remember I am practicing morality. Lúc đó quý vị nhớ là mình đang giữ giới. So you drop your hand. Nhưng thành ra để tay xuống lại. But you didn't kill. À, quý vị không có giết. But the intention to kill arose in you. Nhưng cái tác ý muốn giết nó đã khởi lên trong quý vị. Is it true? Đúng không ạ? That's why the training of morality cannot make for the purity of mind. Cho nên cái việc thực hành giới học nó không có thể làm cho cái tâm thanh tịnh, tức là không có thanh tịnh được tâm. Even though you refrain from stealing, sometimes the desire to steal may arise in you. À, và dù cho quý vị giữ cái giới không có ăn cắp, nhưng thỉnh thoảng cái ước muốn ăn cắp nó cũng khởi lên nơi quý vị. Even though you refrain from sexual misconduct, the desire to commit sexual misconduct may arise in you too. Và cho dù quý vị giữ cái giới không tà dâm, nhưng những cái ý nghĩ khởi lên muốn vi phạm cái giới này có thể khởi lên nơi quý vị. Even though you refrain from telling lies, the desire to tell lies may arise in you too. Và cho dù quý vị giữ giới không nói dối, nhưng mà cái ý muốn nói dối nó có thể đã khởi lên nơi quý vị. In the same way for taking intoxicants. Cũng cùng như vậy đối với cái giới không uống rượu. So, the training of morality can purify two actions among three. They are bodily and verbal actions. Như vậy, cái giới vô lậu học nó làm cho thanh tịnh hai cái, đó là thân hành và khẩu hành. So the training of morality cannot purify your mind. Nhưng cái giới vô lậu học này nó không có thể thanh lọc được cái tâm của quý vị. So you practice five precepts. Bhikkhus practice 227. Và quý vị giữ năm giới, còn chư tăng tỳ kheo thì giữ 227 giới. So the number, the two so different. Và cái con số này thì nó rất là khác nhau. But the essence are the same. Nhưng cái cốt lõi thì nó vẫn giống nhau. Bhikkhu's morality and five precepts, the essence is to purify both bodily and verbal actions, not the mental action. Và cái giới của cư sĩ cũng như cái giới của chi tăng, tuy là con số lượng khác nhau, nhưng cái cốt lõi vẫn là hướng đến là để là thanh lọc cái thân hành và khẩu hành. Nó không phải là để thanh lọc cái ý hành. So the more you practice morality, the more you come to know
Your bodily and verbal actions become pure day by day. Và quý vị càng tu tập giới bao nhiêu thì quý vị càng thấy rằng những cái hành động thuộc về thân và lời nói của mình càng ngày nó càng được thanh tịnh trong sáng bấy nhiêu. So when you notice that your bodily and verbal actions are pure, what become clear to your mind? Which action is impure at that time? Và sau khi đã chú ý thấy rằng thân hành và khẩu hành lời nói của mình càng ngày càng thanh tịnh hơn thì cái gì nó hiện rõ ra nơi quý vị là cái gì chưa được thanh tịnh? The mind. Yes. The more you see the purity of bodily and verbal action, the more you clearly see the impurity of your mind. Và đúng vậy, càng giữ giới bao nhiêu, càng thanh tịnh thân và khẩu bao nhiêu thì càng nhận ra rằng cái tâm, cái ý của mình nó chưa được thanh tịnh bấy nhiêu. So, among three, which purity is the most important one? Như vậy, trong ba cái thân hành, khẩu hành và ý hành này thì cái nào, cái sự thanh tịnh nào nó quan trọng nhất? The mind purity is most important. So, you like taking your photo? Quý vị có thích chụp hình không? Tự chụp hình selfie, tự mình chụp hoặc là ai đó chụp cho mình á? Smiling. Chụp hình cười. They don't give any answer, just they are smiling. Không ai trả lời hết, chỉ thấy cười thôi. This is a way of giving that we like. Đây là cái cách mà trả lời rằng chúng tôi thích. Do you like taking video? Quý vị có muốn quay phim không? If someone is going to do for you, you will be very happy too. Nếu mà ai sắp quay phim mình, quý vị thấy rất là vui. If you are very beautiful, you want to show others. Oh, I'm very beautiful. Nếu mà quý vị đang đẹp á, thì quý vị rất là muốn giống như là cho người khác xem cái hình đẹp của mình. Suppose if we can take our mind video, can you show others? Giả như mà quý vị có thể, chúng ta có thể quay những cái thước phim trong đầu mình, trong tâm, những cái suy nghĩ của mình được á, thì quý vị có muốn đem nó cho người khác xem không? Okay. Now today you all are very honest. Hôm nay tất cả quý vị rất là chân thật. So how difficult to let other people know our impurity mind? Như vậy thật là khó để cho mọi người thấy được, thật là khó khăn khi mà để cho mọi người thấy được cái tâm của chúng ta nó ô nhiễm đến chừng nào. So the more we practice morality, the more we come to know our mind is stay impure. Và như vậy thì chúng ta càng tu tập giới bao nhiêu thì chúng ta càng đi đến một sự hiểu biết rằng đó là cái tâm của chúng ta nó chưa được thanh tịnh bấy nhiêu. So we want our mind to be pure. Và chúng ta muốn tâm mình được thanh tịnh. That's why those who practice morality really, they are not satisfied just with the training of morality because their mind is still not yet pure. Và như vậy, đối với những người chỉ thực hành giới không thì người ta cảm thấy không thỏa mãn vì người ta thấy rằng cái tâm người ta chưa có thanh tịnh được. That's why for those who want to make the purity of mind, the Buddha taught the second training, the training of concentration. Do vậy mà đối với những ai muốn có được thanh tịnh tâm thì Đức Phật dạy cái vô lậu học thứ hai, đó là định vô lậu học. Now many of you have already experienced when you can develop one-pointed mind on your meditation object, what happened? Và ở đây
có rất nhiều người trong hội chúng này đã trải nghiệm qua khi mà các bạn có thể an trú tâm trên một đề mục trong một thời gian lâu thì chuyện gì xảy ra? If you could focus on the breath or on the light continuously for 30 minutes, your mind is pure for 30 minutes. Nếu các bạn có thể tập trung an trú trên hơi thở hoặc trên cái nimitta ánh sáng trong 30 phút thôi, thì lúc đó tâm của các bạn đang được thanh tịnh 30 phút. Those who attain absorption concentration after practicing masteries, so they can practice, they can enter 1 hour, 2 hours continuously. Và những người mà họ đã có thể vào các cái tầng thiền an chỉ định, rồi sau đó họ thực hành các thiện xảo của an chỉ định, họ có thể nhập các cái tầng thiền trong 1 giờ đồng hồ, 2 giờ hoặc 3 giờ. So their mind becomes pure for 1 hour, 2 hours. Và cái tâm của họ có lúc đó có thể hoàn toàn được thanh tịnh trong 1, 2, 3 giờ đó. But development of concentration, the training of concentration can make your mind pure just temporarily, not permanently. Nhưng sự phát triển tâm định này, sự thực hành giới định vô lậu học này chỉ có thể giúp cho tâm của bạn thanh tịnh trong một cái thời hạn có giới hạn mà thôi, tạm thời mà thôi. Those who can enter absorption concentration for 1 hour, 2 hours, 3 hours. So the time they are entering absorption concentration, their mind is pure. And they emerge from it, and they look at this and that unwisely, so the mind become impure again. Và đối với những người vào các cái tầng thiền an chỉ định đó trong 1 giờ, 2 giờ hay 3 giờ thì cái lúc mà họ ở trong an chỉ định thì cái tâm của họ rất là trong sáng, trong sạch. Và nhưng sau khi ra khỏi các cái tầng thiền an chỉ đó, họ nhìn đây, nhìn kia và họ khởi lên những cái tâm hành khác thì cái lúc này tâm của họ có thể không còn thanh tịnh nữa. That's why the second training, the training of concentration, purify the mind temporarily. Như vậy, định vô lậu học là có thể làm cho tâm được thanh tịnh một cách tạm thời. So, for those who want to make the mind pure completely, they are not satisfied just with the second training, the training of concentration. Như vậy, đối với những người mà muốn có được cái tâm an tịnh vĩnh viễn thì họ không thỏa mãn với định vô lậu học. So for those who want to make the mind pure completely, the Buddha taught the third training. Và để dành cho những ai muốn có làm cho cái tâm được an tịnh hoàn toàn thì Đức Phật dạy cái vô lậu học thứ ba, đó là tuệ học. So when you practice insight meditation, and when your insight knowledge matures, path knowledge will arise. Và khi thực hành tuệ vô lậu học là quý vị thực hành thiền quán minh sát, và khi cái trí tuệ thiền minh sát này nó chín mùi thì đạo và quả xuất hiện. Do you remember what the first path knowledge removed? Quý vị còn nhớ cái đạo tuệ thứ nhất nó bứng gốc cái phiền não gì không ạ? Yes, we remember. What are they? Đó là gì ạ? Sakkaya ditthi. Đó là thân kiến, sakkaya ditthi. Vijikicca. Thứ hai là hoài nghi, vijikicca. Silabbata brahmasa, attachment to wrong practices. Và thứ ba là giới cấm thủ, đó là dính mắc với những việc thực hành sai lầm. So the first path knowledge remove these three impurities completely, permanently, without remainder. Như vậy cái đạo tuệ đầu tiên nó bứng gốc ba cái sự ô nhiễm này nơi tâm hoàn toàn, không để lại bất cứ một dư sót nào. So these three impurities have no more
chance to visit you at that time. Và khi ấy ba cái loại ô nhiễm này nó không còn một cơ hội nào để thăm viếng bạn. Now the all the time visit you, right? Và bây giờ nó lúc nào nó cũng thăm viếng bạn đúng không? Yes, right. You are happy with are you happy with them, right? Và bạn cảm thấy vui với nó đúng không? You're very happy. Rất là vui. Who I am? Who I am? Tôi là you ai? Know who I am? Mọi người có biết tôi là ai không? Tôi là ai? This is my son. Đây là con của tôi. This is my anger. This is my anger. Đây là cơn giận của tôi. Do you know how strong my anger is? Các bạn có biết là tôi tức giận đến cỡ nào không? Tôi sân đến cỡ nào không? Don't touch, you will know who I am. Đừng có đụng tới tôi là sẽ biết mặt. You are happy with. Các bạn đang vui với những điều đó. So only when inside knowledge is mature, part knowledge arises, the part knowledge will remove the impurity of mind, one step after another, permanently, without remainder. Như vậy, khi trí tuệ minh sát chín mùi thì đạo tuệ xuất hiện và quả tuệ theo sau, đạo tuệ bứng gốc, các cái phiền não ô nhiễm không còn để lại bất cứ dư tàn nào. That's why now you all see the connection between each training. Và bây giờ các bạn thấy đó, nó có cái sự liên kết giữa cái ba cái vô lậu học này. Some say it is not necessary to practice the training of morality. Một số người nói là không cần phải tu tập giới. If they don't practice the training of morality, it is impossible to develop concentration. Nếu mà họ không tu tập giới thì họ không thể nào mà tu tập phát triển được tâm định. If you can't develop concentration, it is impossible for you to know and to see the Dharma as they really are. Và nếu không có phát triển được định tâm thì họ không thể nào mà thấy được các cái pháp như nó, các sự thật như nó là. So if you can't develop concentration, you can't expect to attain heart and fruition knowledge. Và nếu quý vị không thể nào chứng đắc các cái tầng thiền định, phát triển được tâm định thì quý vị không thể nào mà mong đợi chứng đắc được đạo quả. So when the Buddha taught the second training, the training of concentration, how many meditation objects did he teach? Và khi Đức Phật dạy về cái định vô lậu học thì ngài dạy bao nhiêu đề mục thiền? And it's 40. Yes, he taught 40 different samatha meditation objects. Và ngài đã dạy 40 đề mục thiền định khác nhau. Of these 40 objects, there are 30 that can take the meditator all the way to jhana absorption concentration, while the remaining 10 can lead one only as far as excess concentration. Và trong 40 đề mục thiền này thì có 30 đề mục thiền có thể đưa thiền sinh, hành giả đạt đến các cái tầng thiền an chỉ định. Còn 10 đề mục thiền còn lại thì nó có thể đưa xa nhất là chỉ đến an chỉ định mà thôi. Cận định mà thôi. So excess concentration is very close to jhana absorption concentration. Cận định là một cái loại định mà nó rất gần với cái tầng thiền an chỉ. So we can classify these 40 meditation objects into two kinds. Và như vậy chúng ta có thể xếp loại 40 đề mục thiền trở thành hai loại. According to whether they can be used for absorption concentration or just for excess concentration. Tùy thuộc vào cái chức năng của nó có thể dẫn cho hành giả đi đến an chỉ hay là dẫn đến cận định. Those who want to be samatha yanika, serenity and insight practitioners
who practice insight meditation after having developed concentration must develop jhana absorption concentration. By practicing one of the 30 meditation objects that can take meditators to jhana absorption concentration. Và những người nào mà muốn là cái hạng hành giả chỉ thừa hành giả đó, tức là những người mà phát triển thiền quán sau khi đã phát triển định thì bắt buộc họ phải hành thực hành một trong ba cái đề mục thiền dẫn đến an chỉ định. And also in one of the commentary it is explained to those who are samatha yanika, first of all they develop absorption concentration or excess concentration. Và một trong những cái chú giải cũng có nói rằng đối với cái chỉ thừa hành giả đó, người ta phải phát triển được an chỉ định, ngoài ra họ cũng cần phải phát triển cận định nữa. So after having attained jhana absorption concentration, the meditator proceeds to the practice of insight meditation. Và sau khi đã đạt đến các tầng thiền an chỉ định, thì thiền sinh tiến lên thiền quán Vipassana. This is the way a serenity and insight practitioner practices. Và đây là cái cách mà chỉ thừa hành giả họ thực hành. If you want to be a pure insight practitioner, you don't need to develop any jhana absorption concentration. Và nếu bạn muốn là cái người thuần quán thừa hành giả, bạn không cần phải phát triển bất cứ một cái an chỉ định nào cả. You need to start insight meditation directly. Và bạn cần phải bắt đầu vào thiền quán một cách trực tiếp. So, when the Buddha taught samatha meditation, Buddha taught 40 samatha meditation objects. Và như vậy, khi Đức Phật dạy thiền định thì Ngài dạy 40 cái đề mục thiền. So if it is so, let me ask you one question. Và nếu như vậy thì tôi xin cho tôi hỏi các bạn một câu. When the Buddha taught Vipassana, insight meditation, how many meditation objects did the Buddha teach? Như vậy khi Đức Phật Ngài dạy thiền quán minh sát, thiền Vipassana thì Ngài dạy bao nhiêu đề mục? He answered that is one object that is nama and nama rupa. Do you agree with him? Some answer nama rupa. Một số người ở trong này trả lời đó là danh sắc, đề mục danh sắc. À, thầy hỏi mọi người có đồng ý với chú không? Yes, agree. Anybody who don't agree with? Có ai không đồng ý không ạ? One shall I answer that there's also four foundations of mindfulness. Four foundations of mindfulness is the way of practicing Vipassana. There are many ways. Four foundation is some of them too. Tứ niệm xứ là cái cách thực hành thiền quán, và ngoài tứ niệm xứ ra có rất nhiều cách thực hành thiền quán. Now I'm asking, when the Buddha taught Vipassana, how many meditation objects did he teach? Và bây giờ thì tôi đang hỏi là khi Đức Phật dạy về thiền quán Vipassana thì Ngài dạy bao nhiêu đề mục? That are nama and rupa, and the perishing and arising and perishing of nama and rupa. If what the gentleman say, nama and rupa, meditation, it will be correct. If you say, na arising and perishing of nama and rupa, this is not correct.
Nếu mà chú này nói rằng đề mục đó chính là danh và sắc thì đúng. Còn nếu nói đó là sự sanh diệt và diệt của danh và sắc thì đó không đúng. When the Buddha taught the third training, the training of insight meditation, he taught only two. Khi Đức Phật dạy về tuệ vô lậu học thì Ngài dạy có hai đề mục. When the Buddha taught the second training, he taught 40. When the Buddha taught the third training, he taught only two. Khi Ngài dạy về định vô lậu học thì Ngài dạy 40. Nhưng khi Ngài dạy về cái tuệ vô lậu học thì dạy có hai thôi. So they are Rupa and Nama meditation. Và đó chính là quán danh và quán sắc, danh sắc. It is mentality and materiality meditation. Và đó là thiền quán danh, quán sắc. So when the Buddha taught Vipassana, he taught only these two meditation objects. Và như vậy, khi Đức Phật dạy thiền Vipassana, thì Ngài dạy có hai đề mục. Hai đề mục đó chính là danh và sắc. If you want to be a pure insight practitioner, there is no other choice. You must take Rupa meditation as your starting point. Và như vậy, nếu quý vị là người muốn trở thành người thuần quán thừa hành giả, thì quý vị không còn chọn lựa nào khác. Quý vị phải bắt đầu vào thiền quán sắc. If you want to be a pure insight practitioner, you can't start nama meditation directly. Và nếu quý vị là người thuần quán thừa hành giả thì quý vị không thể nào bắt đầu bằng việc quán danh được. What is the reason? Và lý do tại sao? Unless you have attained jhana absorption concentration, you haven't yet known or seen jhana factor. Bởi vì quý vị chưa từng chứng đắc các cái ăn chỉ định, nếu chưa từng chứng đắc thì quý vị không thể thấy được các cái tâm hành trong các tầng thiền. You know what the jhana factors are? Quý vị biết các cái tâm hành trong các tầng thiền là gì không? Gọi là vitakka, vichara, piti, sukha and ekagata. Đó là các cái thiền chi, đó là tâm tứ hỷ lạc nhất tâm. You know? Now you know. Quý vị biết chứ, bây giờ thì biết rồi. As pure insight practitioners, they don't develop absorption concentration. That's why they don't know how to listen jhana factors. Bởi vì thuần quán thừa hành giả, họ chưa từng trải qua an chỉ định, cho nên họ không biết làm cách nào để phân biệt các cái thiền chi này. So I see that some among you within this retreat they will attain first jhana absorption concentration. Và tôi thấy rằng ở trong cái khóa thiền này có một số người trong các bạn đây có khả năng đạt đến an chỉ định ngay trong cái khóa này. If there is right condition, I may be able to teach them how to discern five jhana factors. Và nếu như cái điều kiện cho phép thì tôi có thể sẽ dạy họ làm sao để phân biệt các cái thiền chi này. So five jhana factors are mentality. Và các cái thiền chi này chính là các cái tâm hành, hay là nó là danh, nó thuộc về tâm. Pure insight practitioner, they have no such concentration because they don't develop absorption concentration. Và thuần quán thừa hành giả, họ không có cái khả năng phân biệt các cái tâm hành này bởi vì họ chưa phát triển được an chỉ định. That's why they can't start nama meditation directly. Do vậy mà họ không thể bắt đầu vào thiền quán danh liền được. They have no any other choice. They have only one choice to start with Rupa meditation. Và họ không có một cái sự lựa chọn nào khác ngoài cái sự lựa chọn phải bắt đầu với thiền quán sắc. Therefore, as a pure insight practitioner, you can't discern mentality directly
when you are going to practice pure vipassana. Như vậy nếu bạn là người thuần quán thừa hành giả thì bạn không thể đi thẳng vào quán danh liền khi mà bạn thực hành thiền minh sát được. You must start with rupa meditation. Và bạn phải bắt đầu bằng thiền quán sát. This is a starting point for a pure insight practitioner. Và đây là cái điểm khởi đầu của cái thiền quán sát đối với thiền thuần quán thừa hành giả. Another question might occur to you here, namely, how does one start rupa meditation? Và các bạn có thể khởi lên một cái nghi vấn, cái câu hỏi là như vậy thì cái quán sắc nó phải bắt đầu từ đâu? This is four elements. Yes, I will answer this by citing the commentary to the Mahasatipatthana Sutta, the great discourse on the foundations of mindfulness. Và có người trả lời là đó là tứ đại. Và thiền sư nói, tôi sẽ trả lời cái câu hỏi này bằng tụng lên, đọc lên một đoạn kinh. Một đoạn chú giải trong kinh Đại Niệm Xứ. So in the commentary to the Vedananupassana section, the section on contemplation of feeling of this sutta, the following explanation appears. Ở trong cái chú giải của Đại Kinh Đại Niệm Xứ, ở cái chương mà Thọ Quán Niệm Xứ, thì cái sự giải thích này nó đã xuất hiện như sau. So what does it say? Và trong này đã nói như thế nào? Duvi dhani kamathana rupa kamathana cha arupa kamathana cha. So what does it mean? Có nghĩa là gì ạ? When the Buddha taught vipassana, Buddha taught rupa meditation and nama meditation. Đó là khi Đức Phật dạy Vipassana, Ngài dạy hai loại thiền, đó là thiền quán sắc, Rupa Kamathana, và thiền quán danh, đó là Nama Kamathana. Tattha Bhagava Rupa Kamathana Katinto Sankhepa Manasikara Vasinava Vithara Manasikara Vasinava Chattu dhatu vavodhana gathesi. What does it mean? Có nghĩa là gì ạ? When the Buddha taught vipassana, Buddha taught rupa and nama meditation. Tattha bhagava rupa kamathana gathinto. When the Buddha taught rupa meditation, Buddha taught four elements in brief and detailed method. Đó là khi Đức Phật dạy thiền Vipassana, Ngài dạy hai loại đề mục thiền, đó là thiền quán sắc và thiền quán danh. Và khi Đức Phật dạy thiền quán sắc, Ngài dạy thiền tứ đại, cả bằng cái cách ngắn gọn lẫn cái cách chi tiết. Let me ask you a question. When the Buddha taught rupa meditation, what does the Buddha teach? Để tôi hỏi lại các bạn, là khi Đức Phật dạy thiền quán sắc thì Ngài dạy cái gì? This is four elements. Four elements in brief or detailed method. Đó là Ngài dạy thiền tứ đại, cả phương pháp ngắn gọn và phương pháp chi tiết. So here you all need to understand. Among 40 samatha meditation objects, one type is four elements meditation. Và có một điều tất cả quý vị cần hiểu, đó là trong 40 đề mục thiền định đó, thì nó có một cái đề mục thiền gọi là thiền tứ đại. Not among 30 which leads to absorption, but among 10 which leads to
excess concentration. Cái thiền tứ đại này nó không nằm trong 30 cái đề mục dẫn đến an chỉ định, nhưng nó nằm trong nhóm 10 cái đề mục dẫn đến cận định. So four elements meditation qualifies as both samatha and vipassana. Như vậy thiền tứ đại nó đủ điều kiện đối với cả thiền định và thiền quán. So when the Buddha taught vipassana, he taught four elements meditation in both brief and detailed methods. Như vậy khi Đức Phật dạy thiền vipassana thì ngài dạy thiền tứ đại cả cái phương pháp ngắn gọn và phương pháp chi tiết. So it is starting point of rupa meditation. Và đây là cái điểm khởi đầu để bắt đầu quán qua sắc. So if you want to be a pure insight practitioner, what do you need to start? Như vậy, nếu quý vị là người muốn trở thành người thuần quán thừa hành giả thì quý vị cần khởi đầu bằng cái điểm nào? Four elements meditation. Đó là quý vị cần bắt đầu với thiền tứ đại. You may have been a pure insight meditator for some time in your life. Quý vị thỉnh thoảng cũng từng là người là thuần quán thừa hành giả trong cái cuộc đời thực hành thiền của mình. When you thought you were a pure insight practitioner, did you practice four elements meditation? Khi quý vị nghĩ rằng mình là thuần quán thừa hành giả, chỉ thuần hành thiền vipassana không thôi, thì quý vị có đã thực hành thiền tứ đại chưa ạ? Then some answer, not yet. I believe you have been or thought you were a pure insight practitioner at some time in this life, in this very life. And yes, I thought of myself that way too before. I thought I was a pure insight practitioner before. Và tôi tin rằng bạn đã từng nghĩ hoặc là đã từng là cái người thực hành cho rằng mình là người thuần quán hành giả ở trong cái đời thiền của mình. Và vâng, tôi cũng đã từng nghĩ bằng theo cái cách này. Tôi từng cho rằng tôi là một cái người thuần quán thừa hành giả trước đây. For pure insight practitioner, what do we need to practice according to the Buddha? Như vậy, hỏi lại là nếu chúng ta là người chỉ đi vào thiền quán thôi, đi luôn thẳng, thì chúng ta cần phải thực hành cái khởi điểm nào theo lời dạy của Đức Phật? Four element meditation. Yes. We must practice rupa meditation, so we must practice four elements meditation. Vâng, bởi vì chúng ta cần phải quán sắc, cho nên chúng ta cần phải bắt đầu với thiền tứ đại. Is there any other way the Buddha taught? Nhưng có cái cách nào mà Đức Phật đã dạy khác không? Có cách nào khác mà Đức Phật đã dạy không? No other way, only one. Không có cách nào khác hết, chỉ có một cách này thôi. Rupa meditation must be practiced through four elements meditation. Và cái thiền quán sắc nó phải được thực hành thông qua việc thực hành quán tứ đại. Are you still confusing? Quý vị còn nhầm lẫn chỗ này không? No. Very good. Rất tốt. We have never been taught four elements meditation according to what appears in the commentary. Chúng ta chưa từng được dạy thiền tứ đại theo như những gì đã xuất hiện ở trong chú giải. That's why our point of view at that time was different from now. Cho nên cái quan điểm của chúng ta vào cái lúc bấy giờ nó khác với bây giờ. You get what I meant? Quý vị có hiểu những gì tôi đang nói không? Those who have practiced
what we call vipassana before, what we think we are pure insight practitioner, but we have never been taught four elements meditation. Có nghĩa là những người mà đã từng thực hành thẳng vô thiền vipassana cho rằng mình đang thực hành thẳng thiền quán á, nhưng chưa từng được dạy thiền tứ đại. At that time we thought this is right. Và lúc đó thì mình nghĩ rằng nó đúng. We consider what is wrong as right. Và chúng ta cho rằng những gì sai là đúng. Now we know the explanation in the commentary where it says that when we are going to practice vipassana directly as a pure insight practitioner, we need to discern four elements. Và chúng ta bây giờ biết được cái sự giải thích trong chú giải nơi nói rằng nếu chúng ta muốn thực hành thẳng vào thiền quán vipassana như là một thuần quán thừa hành giả thì chúng ta cần phải quán bốn đại. When the Buddha taught four elements meditation, he taught earth, water, fire and wind. Và khi Đức Phật dạy thiền tứ đại này thì ngài dạy đất, lửa, đất, nước, lửa và gió. So in the earth elements, there are six characteristics. Và đối với các cái nguyên tố là đất á, thì nó có sáu cái đặc tính. They are hardness, roughness, heaviness, softness, smoothness and lightness. Đó chính là đặc tính cứng, đặc tính nhám, đặc tính nặng, đặc tính mềm, đặc tính trơn và đặc tính nhẹ. In the water element, there are two. Và đối với cái nguyên tố nước thì nó có hai đặc tính. They are flowing and cohesion. Là đó là đặc tính đại chảy và đặc tính kết dính. In the five elements, there are two characteristics. Và trong cái nguyên tố lửa thì có hai đặc tính. They are heat and cold. Đó là đặc tính nóng và lạnh. In the wind elements, there are two characteristics too. Và đối với cái nguyên tố gió thì có hai đặc tính. They are pushing and supporting. Đó là đặc tính đẩy và đặc tính hỗ trợ. If it is so, altogether, how many altogether? Như vậy tổng cộng có bao nhiêu đặc tính rồi ạ? That's 12. So altogether there are 12 characteristics. Như vậy tổng cộng 4 nguyên tố có 12 đặc tính. You need to discern these 12 characteristics systematically. Và quý vị cần phải phân biệt tất cả 12 đặc tính này một cách có hệ thống tuần tự. Now you know how to start insight meditation directly as a pure insight practitioner. Và đến bây giờ thì quý vị đã hiểu cái cách mà bắt đầu thiền quán sắc bằng việc quán tứ đại nó như thế nào rồi. So if you want to practice insight meditation after having developed concentration, you first need to develop jhana absorption concentration. Còn đối với cái thuần đối với chỉ thừa hành giả thì nếu mà quý vị muốn như vậy thì cần đầu tiên là phải phát triển định cho đến an chỉ định. So after having developed jhana absorption concentration, you continue on to practice of four elements meditation as rupa meditation. Và sau khi đã phát triển được các tầng an chỉ định thì bạn tiếp tục tiến lên hành thiền tứ đại để bắt đầu quán sắc. So what is the similarity and what is the difference between the two types of practitioners? Như vậy, cái sự giống nhau và sự khác nhau giữa hai loại hành giả này là gì ạ? Now, So, có người trả lời giống nhau là quán sát và khác nhau là các tầng thiền. Người có thiền định và người không. So, let's answer that. The similarity is that the rupa meditation and the difference is one have
channel absorption and one doesn't have channel absorption. Yes. Vâng, so, đúng vậy. The difference is that the pure insight practitioner has no jhana absorption concentration, but the other type of practitioner practices insight meditation after having developed absorption concentration. Như vậy, sự khác nhau là đối với thuần quán thừa hành giả, họ không có các cái tầng thiền an chỉ định, nhưng cái người mà chỉ thừa hành giả đó thì họ phát triển an chỉ định trước. When they start vipassana, are they the same or are they different? Nhưng khi họ bắt đầu thiền vipassana thì họ giống nhau hay khác nhau? They are the same. Yes. The difference is the one who has absorption concentration and the one who has no absorption concentration. Vâng. Và cái khác nhau á là người có an chỉ định và người không có an chỉ định. So when they practice insight meditation, both of them practice both rupa and nama meditation. Nhưng khi mà họ tiến qua thiền minh sát vipassana thì cả hai hạng hành giả này đều phải thiền quán sát hết. So the only difference is with regard to jhana absorption concentration, one attains it beforehand, the other does not. Như vậy, cái sự khác nhau nó chỉ liên quan đến cái tầng thiền an chỉ. Một bên là phát triển cái định này trước, còn bên kia thì không. But when they undertake insight meditation, both need to start with four elements meditation. Nhưng khi cả hai muốn phát triển lên thiền quán vipassana, thì cả hai đều phải bắt đầu với cái thiền quán sắc, thiền tứ đại. I would like to explain further. Tôi muốn giải thích thêm một tí nữa. Tomorrow. Ngày mai. Sa du, sa du, sa du. Any question? Có câu hỏi nào không? There are many already, Bante. Many. Kính nhờ cô trình thầy các câu hỏi sau ạ. Câu thứ nhất, một vị tam tạng nếu không thực hành thiền quán thì có đắc thánh đạo không ạ? Bante, may I ask that if a Tipitaka said or if he does not practice vipassana, so can he attain the Phalamagga? Eh? Please repeat. If Tipitaka Sayadaw, if he does not practice vipassana, can he attain Phala and Magga? Cannot. Không thể. Tipitaka Sayadaw means learning, not he acquired this title through learning, not through practicing. Không thể, vì vị ấy, vị tam tạng là vị đạt được cái danh hiệu này thông qua cái việc học pháp, chứ không phải qua cái việc thực hành pháp. It is through memorizing, not by practicing meditation. Và cái danh hiệu tam tạng là nó thông qua cái việc ghi nhớ pháp học, chứ không phải là cái việc thực hành pháp. But as they have learned, they are very learned. As they know Tipitaka very well, if they don't practice in this very life, in the future, this karma will support them too. Nhưng vì các vị ấy đã học rất là sâu sắc toàn bộ tam tạng giáo lý của Đức Phật. Nên nếu mà trong đời này dù vị ấy không có thực hành thì cái nghiệp, những cái thiện nghiệp mà các vị ấy đã học được sẽ
hỗ trợ cho những đời sau và cho cái sự thực hành trong những đời sau rất là nhiều. But for attainment of pattern fruition knowledge, need to practice. Nhưng để có thể chứng đắc được các cái đạo quả thì cần phải thực hành. Direct knowledge must be developed. Và cái sự chứng đắc bằng các cái trí tuệ thấy biết trực tiếp này cần phải được phát triển, thực hành. Concentration must be developed. Và thiền định hay là định tâm cần phải được phát triển. Venerable sir, could you please explain what is the phala and what is the magga? Second, it should be one by one. What is phala and what is magga? Where only when you attain you will understand. I can't explain you. Đạo và quả là thế nào? Chỉ khi mà quý vị tự chứng đắc được, lúc đó quý vị sẽ hiểu. Tôi không thể nào giải thích cho quý vị hiểu được. Only when you develop direct knowledge, you will understand. This is what you can understand through hearing. Chỉ khi nào quý vị thực sự chứng đắc bằng cái trí tuệ trực tiếp của mình thì lúc đó bạn hiểu, quý vị sẽ hiểu rõ. Chứ cái này không thể hiểu bằng cái việc lắng nghe được. Let alone Magga and Phala, even for the Nimitta, those who have never seen Nimitta, if we talk about Nimitta, they ask, what is Nimitta, Bandhi? How did it appear? What is the form? Where it appear? How does it look like? They ask many questions. Đừng có nói gì tới đạo hay quả, ngay cả cái nimitta là cái tướng của ánh sáng của định hơi thở đó, mà nhiều người nếu họ không thực hành đó, thì họ cũng không biết nó là cái gì. Họ hỏi, ủa nimitta là cái gì vậy, nó ở đâu, nó hình dạng gì, làm sao mà nó xuất hiện được. If I explain for the rest of my life to those who have never seen the light, they will not understand too. Và nếu tôi có dành thời gian cả đời để mà giải thích cho những người mà họ chưa từng thực hành thì để thấy được cái ánh sáng này thì họ cũng không hiểu được. That's why don't make me try to explain what is Magga and Phala. Do vậy mà đừng có bắt tôi phải cố gắng giải thích đạo và quả là gì. Tỳ khưu không được nói sự chứng đắc của mình. Nếu có người hỏi sự chứng đắc của chư ni thì vị ấy có được nói ra không? The bhikkhu cannot speak out about their attainment. So if anybody asks the attainment of the nuns, so can the nuns speak out or not? If they have really attained their contentment, they will not easily say, but if they are saying, if they are boasting, be careful. Và nếu những vị này thật sự chứng đắc và thật sự biết đủ tri túc, thì vị ấy sẽ không nói ra. Còn đối với những ai mà nói ra với cái cách khoe khoang, thì chúng ta hãy cẩn thận. Giới không ăn sái dừa, những thức uống như cà phê, trà, sữa đậu nành, sữa hộp có được phép sử dụng vào buổi chiều không? About the sick precepts not to eat in the wrong time. So those drink can be consumed or not, like coffee, tea, soy milk, or milk. Is it allowed to consume in afternoon? So in Myanmar, coffee, tea, soy milk, and milk are not consumed by those who practice Bhikkhu Vinaya. Ở Myanmar thì cà phê, trà, sữa đậu nành, sữa hộp thì không được uống. Đối với những vị nào thực hành giới tỳ kheo.
But in Thailand, some bhikkhus, they consume coffee, tea, milk, afternoon. Nhưng mà ở Thái Lan á, thì một số vị tỳ kheo thì dùng cà phê, trà, sữa và sữa đậu nành sau buổi chiều. But after they analyzing those who really practice Vinaya in Thailand, they have agreement black tea without sugar is allowable. This is what they have make a decision. But coffee, milk are unallowable. Nhưng những vị nào mà có cái sự thực hành giới nghiêm túc á, thì sau khi vị ấy xem xét lại tạng luật thì đi đến kết luận rằng trà đen á, thì được phép uống buổi chiều mà không có đường á. Black tea without sugar. Black tea. Black with, tea they call, right? Yes. Coffee or black tea, right? Yes. Black tea is without sugar. Is tea. And black tea. Yes, okay. Và còn cà phê, sữa và sữa đậu nành thì không được phép dùng buổi chiều. But in Myanmar, both coffee, black tea, milk are unallowable. Nhưng mà ở Miến Điện thì cả sữa, sữa đậu nành, trà và cà phê đều không được phép sử dụng. So according to their classification and analyzing, they in Thailand, bhikkhus, they consume black tea without sugar. I don't complain, because in their country, as they have make a decision after analyzing. That's why I don't complain. Complaining is unwholesome. I accept what they have make agreement among them. Và sau khi nói về sự phân loại thì về các cái vị tỳ kheo Thái sau khi họ nghiên cứu thì họ cho rằng trà đen không đường có thể uống được buổi chiều và họ đã đồng ý với nhau như vậy, nhưng mà đây là cái điều mà tôi không có phàn nàn gì hết và tôi chấp nhận. Vì nếu mà phàn nàn thì nó sẽ đem nó không tốt, không hay. Cho nên tôi chấp nhận cái sự quyết định của họ. That's why, yeah. So what I want to share with all of you, never complain to those who don't practice. If you complain, it will be unwholesome for you. Và ở cái điểm này tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng là chúng ta đừng bao giờ phàn nàn chê trách đối với những người không thực hành giới, vì cái sự phàn nàn chê trách đó chính là cái tâm bất thiện của chúng ta. So Vinaya are what bhikkhus need to practice. Và giới luật Vinaya là để cho tỳ kheo thực hành. Seeing the benefit of practicing Vinaya, if we practice, it is really beneficial. Và thấy rõ cái sự quan trọng cần phải thực hành đó, nếu từ tỳ kheo thực sự thực hành thì nó sẽ rất lợi ích. If we see some those who don't practice, we don't need to complain. If we have right condition to educate them, we will educate. If we have no right condition, we don't need to do anything with them, because this is their inclination. Và nếu thấy những vị khác không có thực hành giới thì chúng ta không cần phải phàn nàn, chỉ trích, chê bai, mà chúng ta im lặng. Nếu mà có điều kiện đúng thời điểm thì chúng ta có thể hướng dẫn hay giảng dạy cho họ. Nhưng nếu mà không có đúng thời thì chúng ta không nên nói gì hết, bởi vì đó là cái xu hướng của riêng họ. So if you have no right condition to educate them, it will be more harm than it is beneficial. Và nếu chúng ta không có đủ điều kiện để mà
giáo dục hay nhắc nhở họ thì nó không đúng thời điểm mà nhắc nhở thì nó sẽ làm cho họ có hại hơn nữa. If we are right conditioned, if they are ready to listen us, so we will try. Và nếu khi đúng thời, nếu họ sẵn sàng nghe chúng tôi, thì lúc đó chúng tôi sẽ dạy họ. If we are proud of ourselves, I'm the one who practice Vinaya. They are those who don't practice. This is also not awesome. Và nếu chúng ta tự hào về chính mình, cho rằng chúng ta là những người thực hành giới, còn những người kia là những người không thực hành giới, và đây cũng là những cái tâm bất thiện. So, we should not take the unwholesome of others to be ours. Do vậy, chúng ta không nên lấy đem những cái bất thiện của người khác trở thành làm cái bất thiện của chính mình. So we all need to have right attitude to accumulate wholesome karma. Và chúng ta nên có cái thái độ đúng đắn để có thể tích lũy được những cái thiện nghiệp. But if we understand what is right, what is wrong, so we can avoid what we should and what we shouldn't. Và chúng ta nên hiểu được những gì đúng và những gì sai để chúng ta có thể tránh được làm những việc sai lầm. But I noticed some, because of the environment factors are very much influenced. So the environment influenced them. That's why they practice that way. Tôi chú ý thấy rằng cái môi trường, cái yếu tố môi trường nó có tác động rất là lớn, và cái yếu tố này nó đã ảnh hưởng đến nhiều người trong cái việc thực hành của họ. So when the environment changes, they may change too. That's why we all need to be patient. Và khi mà họ thay đổi cái môi trường thì họ cũng thay đổi theo. Do vậy mà chúng ta cần phải kiên nhẫn. Ok. Được chưa? Bạch sư, hệ thống thế giới theo quan điểm của Phật giáo như thế nào? Được sắp xếp trật tự ra sao? Venerable sir, how about the system of the world according to the point of view of Buddhism? How about its order? The world system. Yes, according to the point of view of Buddhism, and how what is the world's order? The question is not clear. Maybe my translation. So, Bante refer before Bante related to the world system. So he said, what is that? And how about its order in arrangement? Is it a question related to what I have to all of you? If I have right condition and right time, I'm going to explain how the world has been destroyed, how the world has been revolved. Amy, this is many, how many planes are there in the world system, I think? Ngài nói đó có phải là cái câu hỏi liên quan đến cái vấn đề là thế giới sẽ được thành lập như thế nào và sẽ được bị tiêu hủy như thế nào? Nếu mà có điều kiện thì tôi sẽ giải thích về cái điều này. Ở đây có phải là câu hỏi nói về các cảnh giới của trong một thế giới không ạ? Cái câu hỏi này có vẻ không rõ. Okay. So there are many 31 plane world system. There's a next. For example, according to the scientists, there are the sun system. Let's see, salary. Cái gì?
cái hệ mặt trời là gì? Solar system, thiên hà là gì? Galaxy. And nhiều thiên hà là ngân hà là gì? And many galaxies in this space. Theo khoa học, hệ mặt trời như hệ mặt trời là thiên hà, nhiều thiên hà là ngân hà, nhiều ngân hà nằm trong vũ trụ. In this way, he asked. I don't know much about scientist usage. Tôi không biết nhiều về cái cách sử dụng từ hay những cái quan điểm của khoa học. So, only what we can share one day about how the world is destroyed, how the world is started. Okay? But what we can say, there are many universe. There are many 31 planes. Một ngày nào đó có điều kiện tôi sẽ chia sẻ về cái hệ thống thế giới khi nó được thành lập và khi nó bị thiêu hủy. Và trong cái vũ trụ này cũng rất là nhiều những cái hệ thống thế giới như vậy. Another question. Thưa thầy, tu hạnh đầu đà có phải là con đường trung hạnh không? Ante, is it practicing the Duttanga? Is it the middle way or not? So, practicing Duttanga is a way of training oneself to be able to support in the relinquishment or removing of the defilements. So those who practice Duttanga, their practice is strong because of this, it can support their meditation, such as the training of concentration and the training of insight, very well, and for the attainment of path and fruition knowledge too. But the Buddha didn't encourage everybody to practice. Buddha showed the benefit of practicing Duttanga. And Buddha praised the practice of the benefit of practicing Duttanga. The Buddha don't encourage everybody to practice, just for those who are willing to do, thus just for those who are capable to do, not for all. Tu hạnh đầu đà là để tu tập rèn luyện chính bản thân người đó, cái hạnh xả bỏ những cái sự hưởng thụ nhiều hơn, và tu rèn luyện cái tâm dứt khỏi những cái ô nhiễm nó mạnh mẽ hơn. Và những người tu tập đầu đà, cái sự tu tập của họ rất là mạnh mẽ, nó hỗ trợ cho cái sự tu tập thiền định và thiền tuệ rất tốt, và nó cũng hỗ trợ cho cái việc chứng đắc đạo quả tốt. Nhưng Đức Phật không khuyến khích tất cả những người hành giả, những vị tỳ kheo tu tập cái hành đầu đà, mà Ngài chỉ chỉ ra và Ngài chỉ khen ngợi những cái lợi ích của những cái hành đầu đà này. Tuy nhiên, Ngài không khuyến khích tất cả mọi người thực hành, và Ngài chỉ khuyến khích đối với những ai có thể có cái khả năng tu tập những cái hạnh này và những ai sẵn sàng vui lòng để thực hành nó mà thôi. So here I want to share with maybe some of them. Suppose we all sleep at night, right? Tôi muốn chia sẻ thêm chỗ này. Ví dụ tất cả mọi người ở đây ai cũng ngủ ban đêm đúng không? How do you sleep? Quý vị ngủ như thế nào? Lying down on the bed. Ngủ nằm trên giường. So when you are going to practice Duttanga, one of the Duttanga, so you don't lie down. By sitting, just
in a sitting posture, you stay the whole night. Can you? Và một trong những cái hạnh đầu đà này, nếu mà quý vị muốn hành hạnh đầu đà thì một trong những hạnh này là không được ngủ nằm. Thì khi mà ngủ thì quý vị phải ngồi suốt đêm. Và cái oai nghi nằm này là được ngăn ngừa. Và quý vị có thể ngủ như vậy không ạ? So at that time, what I want to say all of you, the benefit, you need to, you must defeat your desire. We have much desire to lie down because we are very sleepy, right? We have much desire, but we ignore that desire. We don't lie down. We resist to lie down. We sit. So it is a way of training one's own mind not to do according to kilesa. Difficult, but really beneficial for those who can. Và tôi muốn chia sẻ với quý vị điều này. Đó là về cái lợi ích của việc thực hành Uttanga là khổ hạnh. Đó là khi mà quý vị muốn ngủ á, mà đang thực hành cái này, thì cái ước muốn mà nằm xuống á, thì nó rất là mạnh mẽ. Khi mà mình buồn ngủ á, là mình chỉ muốn nằm xuống thôi. Nhưng khi thực hành cái khổ hạnh là mình chống lại cái ước muốn nằm xuống này. Mình chiến thắng nó, mình chống lại nó, mình không chiều nó. Mình chỉ ngồi mà thôi. Và đây là cái cách mà người ta huấn luyện, tu tập, rèn luyện cái tâm để chống lại những cái phiền não, nhiễm ô. Nó rất là khó nhưng mà nó rất là lợi ích. So some practitioner, when they are developing concentration, when I heard that they are practicing this, when I knew, I stopped them. Why? They could not develop concentration. The whole night they didn't lie down with sitting posture. They are feeling drowsy too. So they didn't sleep well. Next morning, every sitting meditation time, they are feeling sleepy. How can they focus on the object? That's why I stopped them. When you develop concentration, don't practice this. But when after having developed concentration, when you know and see ultimate mentality, materiality, causes and their effects, when you are ready to practice vipassana, if you want to practice, I recommend to do this. Và một số thiền sinh khi họ đang phát triển định á, thì họ muốn thực hành cái khổ hạnh không ngủ nằm này, thì khi tôi nghe như vậy thì tôi liền bảo họ dừng, đừng có thực hành. Vì sao? Vì trong khi mà họ đang phát triển tâm định thì họ ngủ ngồi như vậy thì cả đêm ngủ không ngon hoặc là ngủ không đủ, thì qua ngày hôm sau thì ngủ gục và buồn ngủ, và suốt những cái thời thiền sau như vậy cứ ngủ gục miết. Thành ra làm sao phát triển được định? Thành ra trong khi mà đang phát triển tâm định thì tôi không cho họ thực hành cái khổ hạnh không nằm, mà chỉ sau khi họ đã phát triển được định tâm, đã thấy được danh sắc chân đế và bắt đầu thực hành thiền quán vipassana, thì lúc đó tôi mới khuyến khích họ thực hành cái khổ hạnh này nếu họ muốn. So here, the first day you woke up 3:30. And then I told them to change 4, which is better? Ở đây nè, trong mấy ngày đầu tiên á, quý vị phải dậy 3:30. Sau đó tôi biểu á, đổi lại thành 4 giờ. Cái nào tốt hơn? 4 is better, right? 4 giờ tốt hơn, đúng không? Because according to my experience in many countries, if he told them to wake up very early like a bhikkhu in the monastery, they encounter difficulty. They could not meditate well. That's why now wherever I went in the abroad, I told, let them wake up 4, not 3:30.
Bởi vì tôi rất kinh nghiệm nhiều nước khác nhau trong các cái khóa thiền mà tôi dạy đó, thì thiền sinh họ không thể dạy 3:30 sáng giống như là chư tăng ở trong chùa được, cho nên là họ không thể hành thiền tốt, họ ngủ gục, sau đó họ cũng ngủ gục. Cho nên khi mà đi ra nước ngoài dạy các khóa thiền thì tôi không có để cho mọi người dạy 3:30 mà tôi yêu cầu dạy 4:00. But when you become familiar, it is possible. When you go to Pa'o, you need to wake up 3:30. Nhưng khi quý vị đã quen rồi á, thì quý vị sẽ dạy được 3:30. Và khi quý vị đến Pa'o thì phải dạy 3:30. So the night in which we could not sleep, next day, next morning, we encounter difficulty. That's why for those who are developing concentration, they need body energy. They need mindfulness. That's why they need enough sleep. Otherwise, it disturbs their practice. Và nếu mà đêm không ngủ tốt á, thì ngày hôm sau gặp rất là nhiều khó khăn, mệt mỏi. Và những cái người mà đang phát triển cái tâm định á, họ cần cái sức khỏe, cái năng lượng thuộc về thân và cái sự chánh niệm của tâm rất là nhiều. Do vậy mà ban đêm họ cần phải ngủ đủ, ngủ ngon thì hôm sau cái sự thực hành thiền, phát triển tâm của họ mới tốt được. Last question. Thầy nói câu hỏi cuối thôi. Khi đạo quả thứ nhất Tu Đà Hoàng đã đạt thì các đạo quả sau có đến ngay tiếp theo không, hay phải tiếp tục thực hành lâu dài sau đó? When the first part and fruition knowledge Dasi Sotapanna already attained, then the other follower part and fruition, do they come after that right away or need to practice more in longer time? After attaining first part and fruition knowledge, you need to practice vipassana diligently until your insight knowledge mature for the attainment of second part and fruition knowledge. Not an easy task, but you need to make much effort to. Sau khi đại chứng đạt cái đạo quả Tu Đà Hoàng thì bạn cần phải thực hành thiền quán vipassana một cách tinh cần, nỗ lực cho đến khi cái tuệ nó chín mùi thì cái đạo quả thứ hai mới xảy ra. Đây không phải là một điều dễ dàng, và nhưng bạn cần phải cố gắng, nỗ lực và thực hành liên tục. What I mean is, without practicing vipassana, it is impossible to attain higher path and fruition knowledge. Và ý của tôi muốn nói rằng nếu không thực hành thiền quán vipassana một cách chuyên cần, nỗ lực thì không thể chứng đắc các cái tầng đạo quả cao hơn. Whether you are going to attain or whether you are not going to attain depends on your past parami and how strong your wishes to make free from suffering too. Và bạn có chứng đắc được hay là không chứng đắc được, nó tùy thuộc vào cái ba la mật của bạn trong quá khứ, và nó cũng tùy thuộc vào cái ước nguyện của bạn nó mạnh đủ hay không, ước nguyện có muốn thật sự giải thoát hết tất cả các khổ hay không. Maybe some they can attain only first part and fruition knowledge because of their accumulated karma. Có một số người họ chỉ có thể đắc đến đạo quả Tu Đà Hoàng bởi vì họ đã tích lũy những cái ba la mật trong quá khứ. Some after attaining first path and fruition knowledge, they feel happy, means they will not fall to the four states again, right? Some dissatisfied with this. Và có một số người sau khi đã chứng đắc cái đạo quả này rồi, thứ nhất rồi, thì họ thấy rất là vui. Bởi vì sao? Vì họ cảm thấy tự do, không còn bị rơi xuống bốn đường dữ nữa, và họ cảm thấy đủ rồi. So some
They have enough barami to attain higher path and fruition knowledge if they really diligently practice in this very life. But if they don't diligently try, they may not attain to. Và một số họ có đủ cái ba la mật để có thể chứng đắc cao hơn. Tuy nhiên nếu họ không nỗ lực tinh cần thực hành thiền Vipassana một cách miên mật thì họ cũng không thể chứng đắc các cái tầng thánh cao hơn ngay trong kiếp sống này. So anyway, the most important goal is to attain first path and fruition knowledge, to help yourself free from falling to the four woeful states. This is the most important thing. After that, whether you are going to practice diligently or not, it doesn't matter. Dù sao đi nữa thì cái mục đích, cái mục tiêu quan trọng nhất của mọi người là nên thực hành để đạt đến cái đạo quả Tu Đà Hoàng này, để làm cho mình an toàn, không còn rơi xuống bốn khỏi khổ nữa. Và sau đó thì dù bạn có thực hành một cách chuyên cần nỗ lực không thì nó cũng không còn là vấn đề nữa. So may you all be able to prevent yourself from falling into four woeful states. Và cầu chúc cho tất cả các bạn có thể ngăn ngừa chính mình khỏi bị rơi xuống các cái cõi khổ. Sa-du, sa-du, sa-du. Okay, we will share Mary's time today. Chúng ta sẽ hồi hướng chia phước. Idam me punyam. Idam me punyam. Asavakayam. Asavakayam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idam me punyam. Idam me punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hotu. Hotu. Mama punya bagam. Mama punya bagam. Sabba satanam. Sabba satanam. Bajemi. Bajemi. De sabbe. De sabbe. Me samam. Me samam. Punya bagam. Punya bagam. Labantu. Labantu. Sadhu. Sadhu.